Triệu Vy, một cô gái 15 tuổi đã bộc lộ tài năng nghệ thuật nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Sự nghiệp của cô luôn thuận buồm xuôi gió, sau đó còn trở thành tỷ phú nhờ các hoạt động đầu tư. Nhưng tại sao cô ấy lại đột ngột bị cấm sóng hoàn toàn và biến mất? Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mật Mã Đen Trắng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng giải mã bí mật đằng sau sự biến mất của nữ diễn viên Triệu Vy. Triệu Vy sinh năm 1976 trong một gia đình có 4 người ở An Huy. Cô là con thứ hai của Triệu Gia Hải, một kỹ sư, còn mẹ là Ngụy Khải Dĩnh, là giáo viên tiểu học. Phía trên Triệu Vy còn có một người anh trai tên là Triệu Kiện. Theo một bài phỏng vấn năm 2009, Triệu Vy cho biết, trong phần lớn thời gian tuổi thơ, cô đều do mẹ chăm sóc. Cô giúp mẹ xử lý công việc tại trạm nước máy. Triệu Vy có một khuôn mặt rất dễ thương với đôi mắt to tròn và long lanh. Khi đó, cha mẹ chim nhạn nhỏ này đã áp dụng phương pháp giáo dục tự do với con cái, khiến cô hình thành tính cách vui vẻ, không sợ trời, không sợ đất. Triệu Vy rất hiếu động, thường chơi đùa đến mức lấm lem khắp người, thậm chí còn đánh nhau với các bạn nam. Vì thế hàng xóm gọi cô là cậu bé nhỏ. Khi còn học tiểu học, Triệu Vy đã phải chuyển trường nhiều lần do công việc của cha mẹ. Mặc dù thành tích học tập không nổi bật, nhưng tài năng nghệ thuật của cô đã bắt đầu bộc lộ. Vào năm 1991, Triệu Vy khi ấy 15 tuổi đã vào học tại trường sư phạm Vu Hồ, học biểu diễn sân khấu và kỹ thuật múa. Hai năm sau, khi vẫn còn là học sinh, Triệu Vy đã có cơ hội bước chân vào làng điện ảnh. Cô tham gia loạt bộ phim Họa Vân do Trương Nghệ Mưu sản xuất, Quản Lạc và Nhĩ Đồng Thằng đóng vai chính vào vai một cô gái không có lời thoại. Một năm sau, Triệu Vy tốt nghiệp trường sư phạm và thi đỗ vào trường điện ảnh Hoành Thông, nay là trường Đại học Nghệ thuật Điện ảnh Thượng Hải, do đạo diễn Tạ Tấn sáng lập. Cô học kỹ thuật diễn xuất và trở thành học viên khóa đầu tiên. Năm 1996, Triệu Vy thi đỗ vào khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với thành tích đứng đầu toàn trường. Nói đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hóa ra nam nghệ sĩ nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn đều là bạn học của Triệu Vy, quan hệ của họ còn rất tốt. Nhiều năm sau, Huỳnh Hiểu Minh đã chia sẻ với truyền thông rằng anh từng yêu đơn phương Triệu Vy từ thời còn đi học. Trong thời gian đi học, Triệu Vy đóng chính trong các bộ phim Đông Cung, Tây Cung. Nhưng nói đến tác phẩm khiến cô gái An Huy này nổi tiếng khắp nơi, phải kể đến một bộ phim cung đình được phát sóng vào những năm 90 là rất được nhiều người yêu thích. Khi đang học năm 2 đại học, Triệu Vy trở thành nữ chính trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách. Cô đóng vai Tiểu Yến Tử, vốn là một cô nhi sống ở Kinh Thành, tính cách hoạt bát và nổi loạn. Nhưng do tình cờ, cô đã trở thành con gái của Hoàng đế Càn Long, thậm chí phải đấu trí đấu lực với Dung Mama trong cùng. Bộ phim này sau khi phát sóng đã nổi tiếng trên khắp thế giới, đồng thời đưa các diễn viên trẻ trong phim lên hàng ngôi sao. Năm 1999, đài truyền hình Á Châu Hồng Kông ATV đã mua bản quyền phát sóng Hoàn Châu Cách Cách, thu hút lượng khán giả kỷ lục cho đài. Sau đó ATV tiếp tục mua bản quyền phần 2, cũng đạt rating vô cùng cao. Tại Hồng Kông đã nổi lên một hiện tượng chim én nhỏ. Triệu Vy 23 tuổi nhờ vai Tiểu Yến Tử mà nổi tiếng khắp nơi. Trong thời gian phim phát sóng, nhiều tờ báo Trung Quốc như Nhân dân Nhật Báo, Bắc Kinh Thanh Niên Báo đều đưa tin quảng bá bộ phim này khiến nó trở nên vô cùng nổi tiếng. Sau đó, cô tiếp tục tham gia bộ phim cổ trang Khang Hy Vi Hành, đóng vai con gái của chủ quán trọ. Vào thời điểm này, bên ngoài bắt đầu có nhận định cho rằng cô bị đóng khung vào vai cô gái nhỏ trong phim cổ trang. Sau năm 2000, cô bắt đầu thay đổi hình ảnh, phát hành album âm nhạc cá nhân đầu tiên cho mình, từ diễn viên nổi tiếng trở thành ca sĩ. Sau đó, cô đóng phim tình cảm với Ngô Kỳ Long và Hà Nhuận Đồng từ truyền hình quay trở lại màn ảnh rộng. Năm 2000, cô đóng phim võ hiệp cổ trang Quyết Chiến Tử Cấm Thành cùng với Lưu Đức Hoa, Trịnh Y Kiện và Trương Gia Huy. Khi ấy, bộ phim này thu về 21,33 triệu đô la Hồng Kông tại phòng vé, đứng thứ 5 trong các bộ phim tiếng Hoa năm đó. Bộ phim tiếp theo mà tôi sắp kể có lẽ nhiều người rất quen thuộc. Vào năm 2001, cô hợp tác với Châu Tinh Trì trong bộ phim Đội Bóng Thiếu Lâm. Triệu Vy đóng vai A Mai, một cô gái dễ thương bình thường nhưng lại xuất hiện với hình ảnh tóc rối bù, mặt đầy mụn. Trong bộ phim, Châu Tinh Trì còn nói với cô mau quay trở về sao hỏa đi, trái đất rất nguy hiểm. Và nó đã trở thành một câu thoại kinh điển. Trong những năm đầu thế kỷ 21, Triệu Vy tiếp tục tập trung sự nghiệp vào điện ảnh và đóng nhiều bộ phim đình đám. Thậm chí vào năm 2012, Triệu Vy còn trở thành đạo diễn của bộ phim Show Young, Tuổi Thanh Xuân Đã Rời Xa Chúng Ta. Nội dung kể về những lựa chọn cuộc sống khi những măng non từ đại học bước vào xã hội. Bộ phim đã gây ra sự đồng cảm của khán giả,
Show Jong đạt được doanh thu phòng vé rất cao và giúp cô giành được nhiều giải thưởng. Hai năm sau, cô giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 34 với bộ phim Con Thân Yêu. Ngoài ra, bộ phim Mẹ Hổ Bố Mèo mà cô tham gia vào năm 2015 đã trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn nhất về giáo dục Trung Quốc. Nó đã nhanh chóng trở thành bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm. Ngoài ra, Triệu Vy từng thành công quyên góp được 23 triệu nhân dân tệ cho một em bé mắc bệnh bạch cầu. Lúc đó, hình ảnh của Triệu Vy dường như đang rất tốt, cô gái xinh đẹp này dường như đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng không ai ngờ rằng vào năm 2021, sự nghiệp của cô ở Trung Quốc đã sụp đổ chỉ sau một đêm. Vào tháng 8 năm 2021, các tác phẩm nghệ thuật của Triệu Vy đột nhiên bị gỡ bỏ, nhiều trang web phim ảnh trong nước đã xóa tên và tác phẩm của cô. Những bộ phim kinh điển như Hoàn Châu Cách Cách và Mẹ Hổ Bố Mèo cũng đã loại bỏ tên Triệu Vy. Thậm chí bộ phim truyền hình Cuộc Chiến Hoa Hồng mà cô đóng cùng với Vương Hiểu Minh cũng phải thay thế vai diễn của cô bằng người khác. Một số người trong giới showbiz vốn có quan hệ rất tốt với cô ngay lập tức đã cắt đứt mối quan hệ, xóa bỏ những bức ảnh chụp chung với Triệu Vy, trong đó có cả người bạn lâu năm Huỳnh Hiểu Minh. Nhưng khác với các nghệ sĩ bị cấm sóng cùng thời điểm đó như Ngô Diệc Phàm liên quan đến scandal tình ái và Trịnh Sảng liên quan đến vụ bê bối mang thai hộ, họ đều có tội danh rõ ràng. Còn lúc đó, các phương tiện truyền thông chính thức không chỉ ra lý do Triệu Vy bị cấm sóng khiến tin đồn lan truyền khắp nơi. Khi đó, cư dân mạng Trung Quốc đã đề cập rằng vào năm 2001, Triệu Vy từng mặc váy liền thân in cờ quân đội Nhật Bản chụp ảnh cho tạp chí Mỹ bị coi là xúc phạm đến đất nước. Ngoài ra, nam chính trong bộ phim Không Còn Tình Yêu Nào Khác do Triệu Vy đạo diễn năm 2016 bị cho là người ủng hộ Đài Loan độc lập. Nữ chính cũng bị cho là ủng hộ việc tham bái đền Yasukuni. Vì vậy, Triệu Vy đã bị chỉ trích làm phim ủng hộ Đài Loan độc lập và kiếm tiền từ Nhật Bản, một đất nước bị căm ghét trong tâm trí của người Trung Quốc. Cũng có người nhắc lại tin đồn vào năm 2004 về việc Triệu Vy bắt nạt người phụ nữ mang thai và cho rằng hình tượng của cô đã sụp đổ từ lâu. Tuy nhiên, những lý do bị cấm sóng trên đều chỉ là suy đoán bề ngoài. Có người cho rằng nếu là do Triệu Vy không yêu nước hoặc là trốn thuế, chính quyền Trung Quốc sẽ nói rõ ngay lập tức. Đồng thời, bản thân Triệu Vy và công ty của cô cũng hoàn toàn không có phản hồi liên quan. Vì vậy, từ năm đó bắt đầu có tin đồn cho rằng đằng sau sự việc của Triệu Vy cấm sóng có thể ẩn chứa những người thao túng vốn không được tiết lộ. Mặc dù sự việc này bề ngoài chỉ là liên quan đến hành vi của cá nhân Tiểu Vy, nhưng chồng của cô là doanh nhân giàu có Hoàng Hữu Long cũng có thể là một nhân vật quan trọng. Hai người kết hôn vào năm 2008 và có một con gái. Vào năm 2017, tức là 4 năm trước khi Triệu Vy bị cấm sóng, tờ Tân Kinh Báo của Trung Quốc đại lục đã từng đưa tin rằng vợ chồng Triệu Vy có tổng tài sản 5,7 tỷ nhân dân tệ. Vào năm 2012, hai vợ chồng đã mua liền 3 căn biệt thự ở Suwon, trong đó biệt thự Hoàng Bích ở Suwon. Còn ở Singapore, họ cũng lần lượt mua 2 bất động sản nhà ở, trong đó có một căn penthouse có thể ngắm toàn cảnh Singapore. Họ cũng mua 4 vườn nho ở Pháp, trong đó có một vườn nho mua năm 2011 với giá lên đến 40 triệu euro. Giao dịch này đã gây chấn động giới rượu vàng của Pháp, vì vườn nho này có 400 năm lịch sử và từng là tài sản của nhà vua Pháp. Triệu Vy thường xuyên dùng máy bay riêng đưa khách đến chơi ở vườn nho và cũng từng cho Tạ Đình Phong mượn vườn nho để quay chương trình của mình. Thực tế, giới chuyên gia vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn về nguồn gốc tài sản của Hoàng Hữu Long, vì anh ta rất kín tiếng và nguồn vốn của doanh nhân này vẫn là một bí ẩn. Năm 2008, Hoàng Hữu Long từng có một mối tình với Hoa hậu Hồng Kông Diệp Thúy Thúy. Trước khi kết hôn với Triệu Vy, rất ít người biết đến anh ta. Có thông tin cho rằng Hoàng Hữu Long sinh ở một vùng nông thôn ở tỉnh Hồ Nam, từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó. Vậy Hoàng Hữu Long là người xuất thân từ một gia đình nghèo đã trở thành tỷ phú như thế nào? Có phải là vấn đề xuất phát từ đây? Kể từ khi Triệu Vy bị cấm sóng, một tin đồn về quy tắc Hoàng Hữu Long đã lan truyền khá rộng rãi ở trên không gian mạng. Tin đồn này xuất phát từ tài khoản WeChat công khai của một cơ quan truyền thông thuộc Nhân dân Nhật Báo. Họ từng đăng bài nói rằng, nhiều năm trước, Hoàng Hữu Long từng làm tài xế cho Hứa Tông Hoành, khi đó đang là thị trưởng Thâm Quyến, hai người là đồng hương. Theo tài liệu tin tức, trong thời gian làm thị trưởng Thâm Quyến, Hứa Tông Hoành được cho là đã tham nhũng hơn 2 tỷ nhân dân tệ và bị bắt vào năm 2009. Nhưng khi tuyên án cuối cùng, số tiền tham nhũng chỉ còn 30 triệu tệ và án tử hình cũng được giảm xuống tù chung thân. Sau khi tuyên án, 1,9 tỷ còn lại vẫn không rõ tung tích. Khi đó bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Hoàng Hữu Long, chồng của Triệu Vy, thực chất là bàn tay trắng của Hứa Tông Hoành, tức là người trung gian rút rửa tiền bẩn. Sau khi Hứa Tông Hoành bị kết án vào năm 2011,
Hoàng Hữu Long được cho là đã chạy trốn đến Singapore và tiếp nhận tài sản của Hứa và giúp quản lý tài sản ở Hồng Kông. Từ đó Hoàng Hữu Long đã phất lên nhanh chóng. Khi đó ngay cả truyền thông Hồng Kông như HK01 cũng từng trích dẫn tin đồn này. Vậy Triệu Hoàng Hữu Long có thực sự là tài xế bàn tay phải của Hứa Tông Hoành hay không? Trước khi vụ việc Triệu Vi bị cấm sóng nó đã trở thành chủ đề nhạy cảm, tạp chí Trung Quốc đã tiến hành điều tra sâu hơn về danh tính của Hoàng Hữu Long vào năm 2017 và phủ nhận lời đồn về việc anh ta đột nhiên giàu lên nhanh chóng như trên. Theo thông tin trên giấy tờ tùy thân, Hoàng Hữu Long sinh năm 1976. Khi còn là thiếu niên, anh ta đã theo cha đi làm ăn xa, dần dần làm giàu từ kinh doanh vật liệu xây dựng. Một số người từng tiếp xúc với Hoàng Hữu Long cho biết anh ta có học vấn không cao nhưng rất khôn ngoan. Người này cũng kiên quyết phủ nhận việc Hoàng Hữu Long từng là tài xế của cựu thị trưởng Thâm Quyến Hứa Tông Hoành. Hoàng Hữu Long cũng từng dùng tài khoản Weibo, chóc mọc tạ trì, long hành thiên hạ để tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ làm tài xế cho bất kỳ lãnh đạo nào, tất nhiên làm tài xế cũng không phải là việc đáng xấu hổ." Nhiều người từng tiếp xúc với gia đình Hoàng Hữu Long cho biết khoản tiền đầu tiên của anh ta thực ra có nguồn gốc từ việc kinh doanh xi măng ở Quảng Đông. Vậy, liệu Hoàng Hữu Long là người nghèo tự lực cánh sinh hay trở nên giàu có chỉ sau một đêm nhờ tiếp cận tài sản của các quan chức quyền lực? Người ta cũng nói rằng, ngoài thành công trong kinh doanh, lý do anh ta sở hữu khối tài sản khổng lồ ít nhiều cũng liên quan đến các mối quan hệ với giới quyền lực. Tất cả những điều này đến ngày nay dư luận vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Trên thực tế, từ 14 năm trước, vợ chồng Triệu Vi liên tục phát triển mạnh mẽ trong giới kinh doanh Hồng Kông. Từ năm 2010, Hoàng Hữu Long đã thành lập ít nhất 27 công ty ở Hồng Kông và tham gia kinh doanh sòng bạc ở nhiều quốc gia và có mối liên hệ chặt chẽ với một số công ty offshore. Ngoài ra, Triệu Vi cũng trở thành cổ đông hoặc giám đốc ít nhất 7 công ty ở Hồng Kông. Ví dụ, cô cùng với Lâm Kiến Nhạc là chủ tịch tập đoàn Lợi Tần, Trịnh Gia Thuần là chủ tịch New Work Development, Dương Tú Thành là chủ tịch tập đoàn Anh Hoàng và những người khác cùng đảm nhiệm chức vụ giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Văn hóa Hồng Kông. Đồng thời, vợ chồng Triệu Vi và Hoàng Hữu Long cũng có mối quan hệ với Jack Ma. Họ thường xuyên tham dự các sự kiện liên quan đến Jack Ma. Tuy nhiên, các thủ thuật thao túng thị trường chứng khoán và tài chính của họ đã gây ra nhiều tranh cãi và làm dấy lên nhiều làn sóng phản đối. Từ năm 2014, Triệu Vi và Hoàng Hữu Long đã chi 2,31 tỷ đô la Hồng Kông để mua cổ phiếu của Alibaba Pictures, công ty con của Alibaba, niêm yết tại Hồng Kông và trở thành cổ đông lớn thứ hai của Alibaba Pictures. Đến tháng 4 năm 2015, cặp vợ chồng này đã bán ra cổ phiếu và trong vòng chỉ 5 tháng ngắn ngủi đã thu lợi nhuận 589 triệu đô la Hồng Kông. Vào tháng 5 cùng năm, Hoàng Hữu Long cùng Jack Ma và những người khác đã ký kết thỏa thuận mua cổ phần với tập đoàn Thủy Đông, niêm yết tại Hồng Kông với số tiền liên quan gần 3,6 tỷ đô la Hồng Kông. Và tại thời điểm đó, theo tính toán sau khi tập đoàn Thủy Đông khôi phục niêm yết, Hoàng Hữu Long đã thu lợi nhuận lên đến 7,4 tỷ đô la Hồng Kông chỉ trong một ngày. Trong thời kỳ khủng hoảng chứng khoán năm 2015, các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở thị trường chứng khoán đại lục đã chịu tổn thất nặng nề. Nhưng Triệu Vi và Hoàng Hữu Long bị phát hiện nhiều lần sử dụng thủ đoạn đầu cơ trục lợi, tức là không cần bất kỳ chi phí nào hoặc với vốn cực thấp vẫn thu được lợi nhuận khổng lồ. Vì vậy, họ đã bị công chúng chất vấn. Sự kiện xảy ra vào năm 2016 đã khiến thủ đoạn không thể công khai của cặp vợ chồng này bị phơi bày. Vào tháng 11 năm đó, Triệu Vi và Hoàng Hữu Long chuyển hướng đầu tư vào Trung Quốc. Cặp vợ chồng đã thành lập Longway Media, chuẩn bị đầu tư vào công ty thể thao điện tử Wanja Culture, được niêm yết tại đại lục. Sau đó, Longway Media tuyên bố sẽ mua lại 29% cổ phần của Wanja Culture với giá 3,06 tỷ đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, vào thời điểm này, công ty Longway của cặp vợ chồng chỉ mới thành lập được 2 tháng, chưa có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận đều bằng không. Hành động của Longway ngay lập tức được thu hút sự chú ý của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải. Họ đã nhiều lần yêu cầu công ty giải trình chi tiết về giao dịch này. Cuối cùng, Triệu Vi đã thừa nhận trong giao dịch lên đến 3 tỷ này, thực tế họ chỉ bỏ ra 60 triệu đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng tiết lộ rằng 1,5 tỷ đô la tiền vay của Triệu Vi đến từ một công ty có tên là Tây Tạng Ngân Tất Tín. Công ty này có mối quan hệ không nhỏ với hai công ty thuộc thực thể có tên gọi là Hệ thống Ngày Mai. Người thực hiện kiểm soát Hệ thống Ngày Mai là Tiêu Kiến Hòa, người được coi là nhà quản lý tài sản được nhiều nhân vật tinh hoa Trung Quốc tin tưởng, nhưng đồng thời cũng bị cho là bàn tay trái của giới quyền lực tại Trung Quốc. Cuối cùng, Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc đã chỉ ra rằng hoạt động đầu tư này đã gây ra biến động lớn về giá cổ phiếu của công ty liên quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thị trường và làm tổn hại niềm tin của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Công ty liên quan cũng được cho là hành vi ghi chép sai sự thật, tuyên bố gây hiểu lầm và bỏ sót những thông tin quan trọng,
Khi đó công ty của Triệu Vy bị phạt 600.000 nhân dân tệ, còn Triệu Vy và Hoàng Hữu Long mỗi người bị phạt 300.000 nhân dân tệ và bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm. Hình phạt này được thị trường đánh giá là nhẹ. Trong vài năm, cặp vợ chồng tai tiếng này thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua các hoạt động tài chính. Đến năm 2020, một sự kiện gây chấn động giới tài chính đã xảy ra và Triệu Vy cũng liên quan đến sự kiện này. Năm đó, công ty kinh doanh thanh toán và tài chính được tách ra độc lập từ tập đoàn Alibaba, tức là Ant Financial hay Ant Group. Thông báo sẽ niêm yết trên sàn giao dịch Hồng Kông và Thượng Hải dự kiến sẽ trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử toàn cầu. IPO viết tắt là Initial Public Offering, nghĩa là doanh nghiệp đầu tiên phát hành cổ phiếu của công ty thông qua sàn giao dịch chứng khoán. Lần này Triệu Vy cũng gián tiếp tham gia, cô đứng tên mẹ mình nắm giữ cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, ngay trước khi niêm yết trên Ant Group đột ngột bị tạm dừng bởi IPO, có thông tin cho rằng một trong những lý do Ant Group bị tạm dừng niêm yết là do Jack Ma đã công khai chỉ trích chính phủ Trung Quốc về quy định tài chính nghiêm ngặt, cản trở sự phát triển công nghệ và ngay trước khi Ant Group niêm yết. Những lời nói này được cho là đã khiến các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là Tập Cận Bình nổi giận. Khi đó, Tập Cận Bình đã bãi bỏ giới hạn số nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Trung Quốc từ tối đa 2 nhiệm kỳ thành không giới hạn thời gian cầm quyền. Ông đã từng nói rằng, những người này vì gần gũi với trung tâm quyền lực có thể độc quyền nguồn lực và thu được lợi ích khổng lồ. Họ có thể là tầng lớp quyền quý, có thể là bàn tay trái. Họ đã sống ở rìa quyền lực và hoàn thành sự thông đồng với quyền lực. Thực tế, dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, chính phủ đã tiến hành trừng phạt một loạt các tỷ phú trong những năm gần đây. Các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cần các công ty tư nhân để duy trì tăng trưởng kinh tế, nhưng họ không muốn các doanh nhân phá vỡ vị trí thống trị của Đảng trong toàn xã hội. Từ năm 2017, Tiêu Kiến Hòa, người được coi là nhân vật điều khiển hệ thống ngày mai và là nhân vật lớn nhất trong quản lý tài sản cho quyền lực như đã đề cập trước đó, đột nhiên bị một người không rõ danh tính đưa đi từ khách sạn Four Seasons ở Hồng Kông. Sau đó vào năm 2022, ông ta bị kết án 13 năm tù ở Thượng Hải vì nhiều tội danh tài chính. Tập đoàn của ông ta cũng bị phạt 55 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, đại gia dầu mỏ Đại Lục Diệp Giản Minh và Ngô Tiểu Huy, lãnh đạo công ty bảo hiểm đã mua lại khách sạn Manhattan, cũng bị bắt giữ và bỏ tù. Lai Tiểu Dân, cựu giám đốc của một công ty tài chính cũng bị kết án tử hình vào năm 2021. Hồ Hiểu Minh, CEO của Ant Group và Hoàng Trấn, nhà sáng lập của Pinduoduo cũng lần lượt từ chức. Jack Ma cũng từ những hành vi phát ngôn mạnh mẽ trước đây đã trở nên kín tiếng trong những năm gần đây. Liệu nguyên nhân Triệu Vy bị cấm sóng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp trong thế giới tài chính của cặp vợ chồng hay không? Liệu có phải do họ cùng với nhiều tỷ phú và doanh nhân đại lục khác đã tích lũy được khối tài sản và gây ảnh hưởng lớn, bị chính phủ Trung Quốc cho là hành vi vượt quá giới hạn nên bị phong sát? Qua một đêm, từ một nghệ sĩ nổi tiếng thành tai tiếng. Từ đó tung tích của Triệu Vy trở nên bí ẩn, truyền thông không tìm được tin tức về cô. Hơn nữa, chính quyền vẫn chưa công khai lý do cấm sóng Triệu Vy và cô cũng không xuất hiện trước công chúng lần nữa, rời bỏ khỏi làng giải trí. Còn lại chồng cô là Hoàng Hữu Long còn bị cho là đang có khoản nợ lên tới 600 triệu đô la Hồng Kông. Thậm chí đã có tin đồn cả gia đình Triệu Vy đã bí mật di cư sang Pháp. Vào tháng 6 năm 2022, tức là 10 tháng sau khi bị cấm sóng, Triệu Vy đăng lên Instagram để tưởng nhớ người cha đã qua đời. Cô công bố một bức ảnh đen trắng, viết "Tôi chẳng còn gì cả" và một số câu nói về Phật học. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng xóa bài đăng liên quan và chỉ đăng một bức ảnh tranh của Phật. 15 tháng sau, tức là vào tháng 9 năm 2023, có người nhìn thấy Triệu Vy xuất hiện tại sân bay ở Đại Lục và cô còn cầm chứng minh thư công dân Trung Quốc. Đến tháng 1 năm 2024, ở Đại Lục đột nhiên có tin đồn Triệu Vy đã qua đời, nhưng thông tin này bị cư dân mạng bác bỏ. Có người chia sẻ trên Weibo hai bức ảnh Triệu Vy chơi ở Cáp Nhĩ Tân. Một bức ảnh cho thấy cô mặc áo khoác đứng trên tuyết, bức ảnh kia là cô để mặt mọc trên phố, một tay cầm kem, một tay cầm kẹo táo đường, với nụ cười trên môi trông thật tâm trạng khá tốt. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2024, cặp vợ chồng này lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên mạng vì sự hiện diện đang bị kiện nhiều vụ án hình sự và dân sự. Riêng Triệu Vy bị khởi kiện 215 vụ án, cổ phần của nhiều công ty đứng tên của cô liên tiếp bị đóng băng. Có vẻ như cặp vợ chồng này vẫn đang gặp rất nhiều rắc rối. Lý do tại sao Triệu Vy bị cấm sóng và biến mất một cách bí ẩn đến nay vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn từ bên ngoài, và chính phủ cũng như truyền thông chưa đưa ra giải thích gì thêm. Đối với bản thân mình, Triệu Vy vẫn mãi luôn là một thần tượng và là én nhỏ cách đây hơn 20 năm. Có thể cô ấy đã phạm phải những sai lầm lớn ở trong công việc làm ăn và kinh doanh đầu tư. Như các bạn đã biết, trong giới lãnh đạo và cầm quyền tại Trung Quốc, quyền lực của họ luôn là tối thượng
và Tập Cận Bình là một người bất khả xâm phạm cho dù đó có là tỷ phú Jack Ma. Vì thế, việc một ngôi sao điện ảnh bị phong sát đã không còn quá xa lạ tại quốc gia này. Vậy, theo các bạn, liệu Triệu Vy có thể thoát khỏi những sóng gió này hay không? Bạn có cho rằng trong tương lai Triệu Vy có thể trả lại trước ánh mắt của công chúng và xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật một lần nữa hay không? Hãy cùng để lại suy nghĩ của mình trong phần bình luận của video nhé! Bây giờ thì Mật Mã Đen Trắng xin chào và hẹn gặp lại!